Spinosaurus biến thành nào? Oh, biến. Wow, đẹp chưa? Anh ta đã biến thành một anh chàng Spinosaurus rất là đẹp luôn đúng không? Brachiosaurus biến thành nào? Wow, các bạn thấy anh chàng Brachio này có đẹp không? Anh chàng Triceratops biến thành nào? Wow, Triceratops cũng rất là đẹp. Hello các bạn có thấy mình có gì không? Đó là những anh chàng khủng long rất là xinh đẹp làm bằng đất sét đúng không nè? Và để làm bằng đất sét này chắc là khó lắm ha. Đâu có dễ để mà làm được những anh chàng này, làm sao để nặng ra những anh chàng này. Nhưng mà đừng lo, trong tập hôm nay mình sẽ chỉ các bạn làm những anh chàng này trong vòng chưa đầy 5 phút mỗi anh chàng nha các bạn. Dễ lắm, thiệt luôn đó, cam kết luôn. Cùng đón xem nha. Các bạn ơi, trước mắt chúng ta là những bộ đất sét và những cái bộ khuôn khủng long cực kỳ là đẹp mắt luôn ha. Nhờ những cái đồ vật này mà chúng ta có thể dễ dàng làm những anh chàng khủng long từ đất sét vô cùng xinh đẹp như các bạn thấy lúc nãy luôn đó. Nè, để mình giới thiệu từng anh chàng một nha. Đầu tiên, anh chàng màu vàng này, đó là một anh chàng khủng long cổ rắn Plesiosaur. Anh chàng này biết bơi nha các bạn. Anh ta sống ở trong nước đó, cái cổ anh ta rất là dài ha. Plesiosaur đó các bạn. Tiếp tục, đây là một anh chàng khủng long có cái màu rất là đẹp mắt. Người ta gọi anh ta là khủng long màu kiếm, hay còn gọi là Parasaurolophus. Anh chàng này nha, cái màu của anh ta rất lợi hại nha. Cái màu của anh ta đó, có thể phát ra âm thanh để kêu gọi những cái con đồng loại ở kế bên đó. Dữ dằn không? Tiếp tục, anh chàng này thì chắc là nổi tiếng lắm rồi phải không? Anh chàng gì ta? Ba cái sừng, đó là Triceratops. Khủng long ba sừng, hay còn gọi là tam giác long, Triceratops. Một anh chàng cũng nổi tiếng không kém, đó là Brachiosaurus, khủng long cổ dài, hay còn gọi là thằn lằn sấm. Anh chàng này bự hơn cả T-Rex nha các bạn. Có cái cánh bườm ở trên lưng nè. Anh chàng này là Spinosaurus, hay còn gọi là thằn lằn gai. Rất là dễ thương ha. Anh chàng này cũng biết bơi và cũng biết ăn cá đó các bạn. Và anh chàng cuối cùng của chúng ta, đó là Stegosaurus, hay còn gọi là khủng long phiến sừng. Tại vì những cái phiến sừng ở trên lưng của anh ta nè rất là đẹp đúng không? Những anh chàng này các bạn nhìn coi, bên trong mặt đằng sau chính là cái khuôn đó, để mình ịn vào cái miếng đất sét và nó sẽ ra hình khủng long rất là nhanh chóng đúng không? Làm như thế nào hả? Đừng lo, từ từ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thôi. Còn đây nữa, đây là những cái hộp đất sét ha. Mình mở vào trong thì sẽ là đất sét để mình chơi. Nên các bạn nhớ khi mà chơi đất sét thì mình nói ba mẹ mua cái loại nào mà nó an toàn, không có chất độc hại nha. Để lỡ có mình chơi xong rồi tay mình có quẹt vào miệng thì cũng không có độc hại gì cho mình nha. Cái này ra ngoài tiệm mua cũng nhiều lắm. Thì nhớ hỏi người ta loại nào mà không độc hại cho trẻ em thì mình dùng cái loại đó ha. Bây giờ sẵn sàng chưa? Mình cùng nhau làm đất sét thôi. Bắt đầu nào. Đầu tiên ha, mình bắt đầu với anh chàng khủng long cổ rắn này đi, Plesiosaur. Rồi chúng ta sẽ làm, bạn muốn chọn màu nào cho anh chàng này đây? Mình làm màu xanh dương nha. Tại vì mình thấy anh ta sống ở dưới nước và cũng khá là phù hợp với cái màu xanh, nên mình chọn màu xanh này cho anh ta. Đây, mình khui nè. Mình khui cái này ra nè. Rồi, còn mới tinh luôn trong hộp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mình nắn bóp một tí cho nó mềm lại rồi mình chơi đúng không? Này, đây rồi. Này mình chảy nó rồng rộng ra tí. Rồi nha. Vừa chưa? Này các bạn thấy chưa? Rồi mình chảy nó rộng ra tí ha. Cho nhìn cho nó có vẻ vừa vặn với cái khuôn. Rồi, bây giờ thì mình ấn nó xuống. Ấn thật mạnh vào. Đó. Ấn mạnh vào luôn ha. Rồi, bây giờ mình lấy cái đầu dao này nè. Mình cắt bỏ, mình đi theo cái đường viền này. Mình cắt những cái phần không liên quan. Đó, cắt nó ra để cho nó đẹp nhất có thể ha. Rồi, cắt bỏ ra. Rồi, sẵn sàng chưa? Chúng ta đã có cái tác phẩm đầu tiên. Đó là một anh chàng Plesiosaur. Tiếp theo mình cùng làm một anh chàng Stegosaurus ha các bạn ha. Lần này chắc anh ta màu hồng đi, giống như màu của cái khuôn luôn, coi như thế nào ha. Mình sẽ khui nhanh cái này ra. Rồi mình lấy nhanh cái cục này và mình sẽ nhào nặng thật nhanh nha. Rút kinh nghiệm hồi nãy thì mình để cho cái đầu anh ta nó cơn một tí xíu ha. Rồi sẵn sàng chưa? Nhấn thật mạnh xuống nè. Rồi nhấn thật sâu xuống rồi. Bây giờ cắt đi những cái phần không liên quan. Đó, cũng khá là đơn giản ha. Nếu mình nhấn đủ mạnh xuống thì mình đã cắt ra rất là nhanh, đúng không? Bây giờ cùng hồi hộp coi cái sản phẩm của chúng ta như thế nào ha. Gỡ ra, yeah, một anh chàng rồi. Tiếp tục mình làm một anh chàng Brachio màu nâu ha. Brachio nè. Và... Rồi, lần này mình thử lại với cục màu nâu này nha. Nào, đã đều chưa? Bây giờ mình cố gắng mình ấn xuống này. Rồi nó ấn xuống rồi đây. Giờ mình sẽ khoanh vùng. Đó. Rồi. Rồi, dở lên coi. Wow. Được một anh chàng Brachio khá là đẹp mắt rồi đây nha các bạn. Đó chính là Brachio. Tiếp tục ha, chúng ta đến với anh chàng nổi tiếng của chúng ta đi. Đó là anh chàng Triceratops. Bây giờ mình sẽ mời anh chàng này ra. Lần này nó lại kẹt vô trong ta. Rất đẹp các bạn ơi. Một anh chàng Triceratops rất đẹp mắt đúng không? Rất ưng ý luôn đó. Bây giờ tới anh chàng Spinosaurus nha. Đây, đây chính là Spinosaurus. Mình dùng màu cam cho anh ta nha các bạn. Rồi, cùng hồi hộp chờ xem tác phẩm của chúng ta nha. Cũng phải nảy ra rồi. Nếu mà không ra thì các bạn dùng cái mũi dao để các bạn nảy nhẹ ra nha. Hơi nhẹ nhẹ tí ra. Wow. Chúng ta đã có một anh chàng Spino rồi đó các bạn. Rất đẹp ha. Và bây giờ sân khấu còn lại là của anh chàng Parasaurolophus này. Và cái màu sắc được chọn cho anh ta chính là màu xanh lá cây. Là một cái màu mà mình yêu thích nhất luôn đó các bạn. Chúng ta đã có một anh Parasaurolophus. Đây, cùng nhìn lại những anh chàng khủng long đất sét mà chúng ta đã làm này các bạn. Đẹp không? Đây, Parasaurolophus, Spinosaurus. Màu vàng là Triceratops, màu nâu là Brachiosaurus, màu hồng là Stegosaurus. Và anh bạn cuối cùng là Plesiosaur. Những anh chàng này rất là đẹp luôn ha. Bây giờ chúng ta cho những anh chàng này biến hình chơi ha. Đầu tiên, tôi muốn nhìn thấy anh bạn Spinosaurus biến hình nào. Oh, biến! Wow, đẹp chưa? Anh ta đã biến thành một anh chàng Spinosaurus rất là đẹp luôn đúng không? Tiếp tục, tôi muốn mời anh bạn Brachiosaurus biến hình nào. Wow, các bạn thấy anh chàng Brachio này có đẹp không? Rất là dễ thương luôn ha. Tiếp tục, các bạn muốn ai biến hình đây? Anh chàng Triceratops biến hình nào. Wow, Triceratops cũng rất là đẹp nha các bạn. Biến hình luôn rồi kìa. Rồi, xin mời bạn lui đi. Mời anh bạn tiếp theo biến hình. Biến hình. Wow, Stegosaurus biến hình cũng rất là đẹp đúng không? Còn hai anh chàng nữa, các bạn muốn ai biến hình đây? Parasaurolophus biến hình. Wow, Barosaurus rất là đẹp ha. Và bây giờ anh chàng cuối cùng của chúng ta biến hình đó là wow, Plesiosaur biến hình cũng vô cùng xinh đẹp luôn. Rất là hay nha. Các bạn ơi, mình vừa giới thiệu cho các bạn xong bộ sưu tập khủng long đất sét. Rất là đẹp và rất là dễ làm đúng không? Hy vọng rằng các bạn thích cái bộ sưu tập này của mình. Và nhớ ghé thăm Học Viện Khủng Long nha. Nhớ đó, mình sẽ ra video mới mỗi thứ ba, thứ sáu hàng tuần nha các bạn, nhớ đón xem. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại, nhớ bấm subscribe cho mình nha. Bye bye các bạn.